Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Một chiếc Mazda Primacy sản xuất năm 2003, hôm nay vừa về cửa hàng em xong. Một mẫu xe rất là đẹp vừa về. Và đây là một chiếc xe 7 chỗ số tự động các bác nhá. 7 chỗ số tự động nhưng giá nó chỉ hơn 100 triệu đồng thôi ạ. Đây các bác nhìn này, số tự động đây. Đấy, giá hơn 100 triệu đồng. Đương nhiên rồi, xe hơn 100 triệu thì chắc chắn là nó không thể đẹp như xe 5-600 triệu rồi. Thế nhưng mà bù lại các bác có một chiếc xe gia đình đi thì cực kỳ lành bền. Dòng này thì 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là một chiếc xe Nhật Bản, chạy rất là phê, ổn định, máy gầm chất và xe thì rất là cứng luôn. Đấy, xe thì sử dụng động cơ máy 1.8 thôi, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 7,5 lít/100 cây. Và dòng xe này cũng là một cái dòng xe chạy ổn định luôn các bác nhá. Đèn đóm xe thì còn nguyên, xe cứng, biển Hải Phòng 15A30840. Đấy, xe thì cam kết cho các bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Về là các bác chỉ có việc đi và chạy thôi. Còn động cơ máy số ngon, gầm chắc. Dòng này thì nó là một dòng xe gọi là SUV ạ. Là có nghĩa là cái dòng xe tầm thấp. Đấy, hạng tầm thấp, gầm thấp. Chứ nó không hề cao những dòng SUV. Nhưng bù lại thì các bác có một chiếc xe đi chắc và rộng rãi cho gia đình. 7 chỗ, mới giá nó chỉ hơn 100 thôi ạ. Cực kỳ rẻ trong cái tầm giá phân khúc xe 7 chỗ. Và so với các cái xe cùng đời thì thực sự đây cũng là một mẫu xe của Nhật, chạy rất là lành, ăn xăng ít này, tiết kiệm này, máy số ngon này, túi khí an toàn hoạt động còn nguyên này, màn hình cam lùi các thứ có hết nhá. Và xe thì sử dụng la răng đúc luôn đấy, la răng đúc lốp dày Michelin 4 quả đấy. Và nội thất bên trong xe thì vẫn còn tươi. Bên em vừa về con này xong, mua thì cũng được rẻ, thế nên là đâm ra là bán cho các bác nó cũng chỉ vậy thôi. Nội thất ghế của xe thì đánh giá tầm khoảng 8 điểm, xe cứng. Và sơn xi đồng sơn bên ngoài của xe thì khá là luột luôn. Đấy các bác nhìn ạ, đồng sơn bên ngoài xe đẹp luột nhá. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái giá rất là yêu thương rồi. Nên là các bác nào quan tâm đến cái dòng xe này thì các bác thực sự đây là một mẫu xe không nên bỏ qua cho cái dịp mà mình để đi lại cho gia đình, đi Tết. Và tầm này các bác mua xe là rất là hợp lý rồi. Vì sắp Tết đến nơi rồi, chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Mình lựa chọn cho mình một mẫu xe làm sao đi vừa ổn định này, vừa tiết kiệm nhiên liệu này, lại vừa bền bỉ. Đấy là các bác yên tâm nhất. Và xe này trông dáng thì rất là cứng luôn nhá. Đấy các bác nhìn này, một mẫu xe Nhật. Đấy, và giấy tờ hồ sơ cam kết cho các bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước và không có phần nguội. Đấy, xe thì sạch sẽ, biển số rõ ràng. Đấy, và con này thì đã được độ đèn. Riêng đôi bi này là 8 củ hai bên, bi lác có giải lác xung quanh. Đấy, lác mắt ma kết hợp với lác mí. Rồi xi nhan bên ngoài và cản dưới xe thì độ luôn cả dòng lác 7 mắt nhá. Riêng dòng này công suất ánh sáng cực cao luôn. Đấy, đồng sơn cản xe sạch sẽ, không có lỗi này. Đấy. Và chiếc xe này nói chung là bác chủ cũ có cái độ cũng tương đối là ok. Không phải là nhiều tiền nhưng mà cũng là người biết chất chơi và cũng là người thích ánh sáng. Đấy, riêng quả bi này là rất là yên tâm rồi nhá. Vâng, tôn vỏ thì dày. Đấy, tôn vỏ rất dày luôn. Và sơn xi đồng sơn xe thì cứng cáp. Với cái tầm tiền hơn 100 triệu đồng, thực sự đây là một cái mẫu xe rất là ổn định cho các bác luôn. Vâng, giá tiền mềm, xe thì ok. Và đây là một chiếc xe Nhật, không phải xe Trung Quốc rồi các bác nhá. Giá rẻ nhưng mà lại là xe Nhật. Vâng, đấy. Sơn sườn tôn vỏ thì căng. Đấy các bác nhìn này, đều luôn, bóng đều, không có lỗi. Và đằng này thì lốp con này là lốp bên này là lốp TNG của Hàn Quốc, lốp 195/60R15 nhé các bác nhá. Đấy, lốp dép thì dày và lốp này là lốp 2021. Đấy, là răng 5 chấu phanh đĩa này. Đấy, các bác nhìn này, đấy, lốp dày luôn. À, không có lỗi nhá. Còn cua lốp bên này này. Đấy, cua lốp đều đặn, không có bục ngoặt gì cả. Rất là đều luôn. Đấy. Đồng sơn xe thì căng đét luôn này. Còn con này thì được cái là gương kính thì hơi nhỏ một chút. Cái này thì là cái điểm trừ của cái dòng này. Hơi nhỏ nhưng mà được cái là tiện lợi các bác ạ. Và gương kính thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Và các bác có thể nhìn cho em phần tapi này. Đấy, tapi xe này. Rất là sạch. Đấy, tất cả các chi tiết này của nó thì cũng tương đối theo thời gian. Đấy, kính điện một chạm nhẹ nhàng. Bật khóa điện đây nào. À mà em này là em mới chạy được 26 vạn rồi các bác nhá. 26 vạn này. Đấy, 26 vạn. À. Kính điện nhẹ nhàng một chạm và toàn bộ phim cách nhiệt, dán phim cách nhiệt 3M cho các bác hết rồi. Đấy, kính nó đến đây rồi. Đấy, bên này như thế này. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng.
kính nhẹ nhàng nhá, tất cả các cái cửa kính của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, cái đấy là hoạt động hoàn toàn ok. Và các bác có thể nhìn ngay cái phần nội thất ghế da này. Ghế da của xe là ghế da màu kem, vâng, kem sáng, rất là đẹp. Cái da nó vẫn còn ngon. Và nói chung là không có sần rách gì cả, chỉ hơi cũ theo thời gian thôi. Còn vô lăng đây này, đấy, vô lăng các bác nhìn ạ. Vô lăng này, hơi cũ một chút, à, 2003 mà. Đấy, túi khí vẫn còn nguyên. Còi to và vô lăng khâu da, khâu da này, da vẫn còn đẹp này, đấy. Vâng, và đây cũng là một chiếc xe giá tiền vừa rẻ vừa ngon. Nói chung là xe Nhật thì ok rồi. Chân nỉ thì nó bọc ni lông hết chứ các bác nhá. À, các bác nhìn này, chân nỉ bọc ni lông ngon lành bổ rẻ luôn. À, không chê được một cái nào. Thế còn phần ốp sườn này các bác nhìn này. Đấy, các cái bản lề này nó còn đẹp, kể cả các cái phần cao su này, nó còn không có bám sơn nhá. Vâng. Đồng sơn xe thì sạch sẽ, về là thực sự là như mẫu xe này á, các bác về là các bác chỉ có việc đi thôi. Không phải làm một cái gì cả. Đấy, tapi này. Tapi đằng sau này thì nó hơi sờn rách một chút. Vâng, nó hơi sờn. Cái đấy thì bình thường thôi các bác ạ. Vâng, xe cũ mà, không tránh được. Còn các cái chức năng ví dụ như thế này thì nó hoạt động hoàn toàn ok. Và con này thì có một cái điểm cộng đó là đây, cái phần để chai nước này, rồi để đồ ăn khi mà đi phục vụ những chuyến đi xa đó. Rất là tiện lợi luôn. Đấy. Thế còn nội thất hàng ghế thứ hai thì cũng tương đối là rộng. Ghế thì dày chắc chắn luôn. Đấy, ghế rất dày. Đấy, và các bác đi những cái dòng này thì nó thoải mái cho cả gia đình luôn. 7 chỗ mà. Thế còn đằng sau này, đằng sau này, da vẫn còn rất là tươi, cứng cáp luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, một chiếc xe ngon lành bổ rẻ cứng cáp. Đấy, lốp đằng sau này là lốp Michelin này, lốp 195/60R15 các bác nhá. Lốp này thì dày, lốp 2016 vẫn còn dày. 2016 đây. Các bác đi cái lốp này thì các bác cứ tầm khoảng 2 năm các bác thay, chứ còn nếu mà thay sớm phí tiền. Đấy, ai chà, có một cán bộ thành phố đi qua, còi hú ở đằng kia kìa. Ở cửa hàng em thì là ngay quốc lộ 10 các bác, nên là cái chuyện đấy là chuyện bình thường. Em này thì được bác chủ bác cái kiểu bác cái thích la răng thì la răng phanh phanh tăng trống rồi. Đấy, lốp phanh tăng trống rồi, nhưng mà cái này bác cái độ lên là phanh đĩa đấy ạ, độ kiểu gọi là phanh đĩa giả. Đúng là từ hồi buôn xe giờ mới nhìn thấy lần đầu tiên đúng không ạ, độ phanh đĩa giả. Vâng đó. Và xe thì đây các bác nhìn này, các cái phần cua này nó không hề bục ngoặt luôn nhá. Đấy, phần cua lốp nó không hề bục ngoặt một chút nào luôn. Và đây là một chiếc xe tương đối là cứng từ bên trong cho đến bên ngoài. Đấy, máy được cái là ngon, chạy rất là êm. Đấy, và tất cả các cái phần trống này nó còn nguồn nguyên. Lót sàn 3M. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, lót sàn 3M chống ồn. Đấy, đầy đủ, không thiếu cái gì. Kim cách nhiệt cũng 3M, lót sàn 3M. Đấy, lốp sơ cua thì la răng đúc theo xe. Và xe thì cam kết cho bác nên các bác yên tâm nhá. Còn các cái phần đầu răng tai ốc này, đấy, keo chỉ này. Đấy, đều đẹp luôn. Vâng. Keo chỉ rất là đều, đẹp. Nói chung là với cái tầm tiền giá rẻ thì đây là một chiếc xe ngon, chạy lành. Đấy, và khá là ổn định luôn. Hệ thống đèn hậu của xe phân rõ 3 tầng như lại 4 vùng. Đấy, có đèn lùi này, đèn phanh, đèn hậu và cái đèn xi nhan cảnh báo tách rời luôn. Đấy. Bầu đèn căng và xe thì không có chảy xước cũng như là không có ố vàng nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Bầu đèn căng đều, đấy, sạch sẽ. Con này có một cái điểm trừ đó là cái cảm biến lùi phía đằng sau là không có. Bác nào mà mua thì em khuyên các bác nên mua một cái cảm biến lùi về để lắp cho nó yên tâm. Mất có tầm 600 nghìn nữa. Vâng, rất rẻ. Đấy, lốp bên này lại sử dụng là lốp Maxxis. Con này lốp hơi bị loằng ngoằng khủ khoảng một chút. Đấy, nhưng mà cái đấy là bác chủ bác ấy đi nhá, không phải em đâu. Vâng, lốp 195/60R15. Cái lốp này cũng là 26 ấy. Đấy, các bác nhìn này, lốp vẫn còn đẹp. Vâng. Nói chung là dòng xe giá rẻ thì nhiều cái nhiều lúc nó cũng thực sự các bác là nó cũng không được gọi là đẹp đều cho lắm. Bác chủ bác ấy đi thì bác ấy gọi là bác ấy thay được cái gì thì thay thôi. Chứ bây giờ mình bỏ ra một cái số tiền nhiều ạ. Ví dụ thay 4 quả lốp mất tầm 8 triệu ạ. Tự dưng thay nó phí tiền. Nói thật các bác thế. Người ta chỉ quả nào cảm thấy nó vừa vừa thì người ta mới thay thôi. Không như những người đi dòng sedan hay những người đi xe có tiền cao cấp ấy. Thì các bác ấy đi những chiếc xe như này, kính điện lên xuống bình thường các bác nhá. Thì các bác ấy sẽ gần như là một lúc thay 4 quả chẳng hạn. Thì cái đấy nó tự dưng nó mất khoảng tầm hơn chục. Thì nó cũng phí. Thế nhưng mà đấy,
chỉ keo bao đẹp toàn bộ xe, vâng, không có lỗi lầm. Và xe thì cứng cáp. Con này thì có cái phần kính điện này là đang không lên xuống, cái này thì em sẽ kiểm tra nhá. Vì là xe vừa về xong chưa có dọn dẹp gì nhiều đâu ạ. Thế này là ví dụ như cái này là đang có vấn đề về kính này thì em sẽ kiểm tra. Đấy, và làm sao chỉnh sửa cho các bác để các bác ngon. Thế còn phần táp lô đây thì tương đối là sạch. Đấy, các bác nhìn này, táp lô đẹp luôn. Đấy, không có lỗi nhá. Táp lô rất sạch đẹp và không có lỗi luôn. À, nội thất để tươi, rộng rãi. Đó. Vâng, và xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng này, không ngập nước này. Máy số thì chạy lành bền. Và đăng kiểm thì em này là đăng kiểm hết tháng 11, có nghĩa là hết tháng này. Nếu mà bác nào mà mua thì bây giờ là đăng kiểm 6 tháng. Và cái đăng kiểm mới đấy thì em sẽ làm cho các bác nhá, nên các bác yên tâm. Đấy, làm rõ ràng luôn. Còn được cái là ngồi con xe này ngồi trong thì tương đối là rộng. Đấy, bàn đạp chân ga cũng như là chân phanh của xe thì khá là ok. Đấy, không bị cứng. Còn tay nắm cần số thì chưa mòn, nó chỉ hơi màu một chút thôi, còn chưa mòn nha các bác nhá. Số máy rõ ràng sạch sẽ. À, đè cái nào. Ai chả bấm. Đấy, máy rất là êm. À, con này thì riêng động cơ của thằng Mazda ấy thì bao giờ vòng tua ban đầu nó cũng phải cao, một lúc sau nó bắt đầu giảm dần. Đấy đấy, giảm dần rồi đó các bác. Đây này, giảm dần về vòng tua là con này 800. Đấy, vòng tua 800 các bác nhá. Thế còn các bác có thể nhìn này, màn hình này. Kết hợp với camera lùi có luôn nhá. Và điều hòa thì điều hòa chỉnh cơ đơn giản thôi. Vâng, dòng này là một dòng xe 7 chỗ giá rẻ dành cho các bác. Nên là các bác bây giờ thì ta sẽ cùng bật pha. Con này được cái là mình bật hết ga, hết số cho nó kiểm tra cái hệ thống đèn. Vừa nãy quảng cáo các bác là cái hệ thống đèn của con này là một điểm cộng. Có nghĩa là đèn bi led này. Đấy, đèn bi led kết hợp với đèn gầm. Ô, đèn gầm em chưa thấy lên, bi led ở đây rồi. Đấy, nhưng mà đèn gầm mà chưa thấy lên. Xem nào, để kiểm tra. Cái đèn gầm xe mới về nên cái đèn gầm này em sẽ kiểm tra lại xem nó bật ở cái chỗ nào. Đây các bác nhìn này, bi led rất đẹp luôn nhá. Đấy, bi led rất đẹp kết hợp với mí led nhá, đã được độ lên. Đấy, các bác nhìn đây. Đấy, đèn pha xe rất là đẹp. Đấy, vâng. Và đây là một cái sự gọi là yêu thích của bác chủ đối với chiếc xe này. Bác cái độ lên tương đối là đẹp. Đấy. Thế nên là những ai mua về là gần như là các bác không phải làm gì nữa rồi. Các bác chỉ gọi là việc đi thôi, không phải làm gì. Đấy, mí led em tắt này, tắt pha này. Đấy, led lên rất là đẹp đều. À, dòng này thì nói chung là một cái dòng xe chạy rất là ổn định luôn. Và máy rất là êm. Đấy. Động cơ máy 1.8, mức tiêu thụ tầm khoảng 7 lít trên 100 cây. À, máy thì máy số thì rất là êm. À, xe thì rất là cứng. Đấy. Đây, các bác nghe khoang động cơ của chiếc xe này. Đây là động cơ, khoang động cơ. À, chiếc xe này thì sử dụng động cơ cam kép 16 van. Đấy, máy số rất là êm, ngon. Đấy, xe thì mất tiêu thụ khoảng tầm 7 lít rưỡi trên 100 cây. Đấy, máy số khô sạch nhá. Và được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Đấy, máy đã được chỉnh sửa cho nó ngon lành bổ dẻo rồi. Thế nên là về các bác yên tâm, không phải làm gì. Còn đầu đây, có gì này. Đầu đẹp luôn này. Đấy, xe không lỗi nhá. Có hơn 100 triệu các bác. Hơn 100 triệu rồi. Nhưng các bác đã có ngay được một chiếc xe Nhật Bản. Đấy, ắc quy thì mới thay đầu năm 2022. Đấy, còn máy thì tương đối là êm. Xem nào. Riêng cái dòng máy này nhá, thì bao giờ mình cũng phải kiểm tra hơi thừa. Đấy, hơi thừa là một cái quan trọng đối với những chiếc xe cũ. Và không như xe mới. Xe mới thì đảm bảo được. Nhưng mà xe cũ này, các bác nhìn này, khô đét luôn, không có một tí dầu mỡ này. Không có một tí dầu mỡ nào luôn. Phải nói là quá khô luôn ạ. Vâng, xe ngon, máy gầm chất. Đấy, giá thì rẻ. Thế này tội gì mà không đến xem xe mà dinh con này về. Vâng, quá ok trong tầm giá luôn các bác. Được cái là xe nó rẻ, chạy lại ngon, hơn 100 triệu ạ. Vâng, nói chung là hơn 100 triệu thì không thể đòi hỏi bảo là nó đẹp như là xe mới. Nhưng mà với một chiếc xe mà ngon gầm nó đẹp như này thì em cũng khẳng định các bác là đây là một chiếc xe khá là ok. Nói chung là tiền nào của đấy. Nhưng mà mình được cái là xe nó chất này. Đấy, các bác nghe tiếng máy, gần như đứng đây là không nghe tiếng máy luôn. Máy rất là êm. À, được cái máy số là rất là ngon. Chạy rất là phê luôn. Đấy, các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm này, đẹp căng luôn này. Đấy. Và những ai mà yêu thích chiếc xe này á thì mời các bác qua cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô xem xe và lái thử. Bên em thì có rất nhiều xe nhá, hơn 500 đầu xe cơ. Các bác tha hồ đến xem xe và lái thử trải nghiệm luôn.
Còn bên em thì nhiều người là bảo là mình bán theo hình thức siêu thị đó. Thì là như thế nào? Thì hình thức đó là bên em anh em góp cổ phần chung vốn với nhau, sau đó thì cùng bán cùng mua. Đấy, cái đấy nó cũng là một điều rất rõ ràng và cũng là một cái gọi là cái tính đoàn kết. Xe thì không có lỗi nha các bác nhá. Đây các bác nhìn này, không có lỗi là một chút nào luôn nhá. Đồng hồ 26 vạn không tua, xe vẫn còn tương đối là cứng. Và những ai mà yêu thích chiếc xe mà 7 chỗ hơn 100 triệu này thì đừng bỏ qua mẫu xe này. Các bác qua cửa hàng trực tiếp xem xe, giảm giá cho các bác luôn đối với Vũ Di Ô Tô, trừ cho các bác chụp cổ. Cảm ơn các bác nhá. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với em Vũ Di Ô Tô, chuyên những cái dòng xe giá rẻ mà ngon lành bổ rẻ cho các bác. Xin chào tạm biệt. Nói chung là con này thì đi khá là yên tâm. Vâng.